Kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình Radio Mùa Chay của truyền thông dòng Thương Khó. Sám hối, trở về, thay đổi thân tâm, đi trên đường mới. Lạy Chúa, đời con là kiếp thân tro bụi, cũng tàn lụi theo thời gian năm tháng. Như hoa kia khoe màu tươi sắc thắm, cũng rụi tàn khi buổi chiều hoàng hôn. Những ca từ trong nhạc phẩm Kiếp tro bụi của tác giả Phan Hùng một lần nữa mời gọi chúng ta trở về. Trở về với đích điểm của cuộc đời mình. Cuộc đời chúng ta sẽ đi về đâu? Và chúng ta là ai? Mùa chay lại về, lời mời gọi sám hối, trở về, vang lên trong mọi ngõ ngách. Qua sứ điệp lời Chúa, qua các ca từ của thánh ca mùa chay, qua sắc tím của phẩm phục phụng vụ, và qua những biến cố đang xảy ra đó đây trong thế giới con người. Nhưng có lẽ chúng ta cũng đã trở về với những mùa chay đi qua cuộc đời ta, rồi ta cũng đã lại ra đi, đi xa tình yêu là lòng thương xót của Chúa, đi xa giá trị đích thực của đời mình. Chúng ta đi để tìm kiếm kiếp tro bụi với những hào nhoáng bên ngoài, bởi những danh vọng thế trần, đu bám theo những cái mau qua chóng tàn, để rồi không ít lần đã rơi vào tuyệt vọng. Một mùa chay nữa đi qua cuộc đời ta. Ta đã, đang và sẽ làm gì? Xã hội đang cuốn mình trong những pha trộn của nền văn minh đang xen sự sa đọa tục hóa. Những giá trị tinh thần được thay thế bởi những vụ lợi trần tục. Con người tranh giành, kiếm tìm và sẵn sàng chà đạp lên nhau. Thế nhưng liệu sự tìm kiếm đó có mang lại cho con người hạnh phúc? Có mang lại cho con người giá trị đích thực của đời mình chăng? Hay con người vẫn còn loay hoay trong nỗi thất vọng, chán chường? Nào là bệnh tật, chết chóc và cả những đổ vỡ trong các tương quan con người với nhau, dường như tạo nên một đêm đen mịt mờ. Vậy ta hãy lặng thầm bước vào chỗ sâu nhất của lòng mình, để xem chúng ta cần gì, đích điểm cuộc đời ta ở đâu. Sám hối không chỉ là một cuộc thay đổi, mà còn là một sự làm mới lại. Không chỉ là sửa sai, mà còn là một cuộc đổi mới. Đổi mới bởi những việc lành, những việc thiện, bởi tình yêu và lòng bác ái. Sám hối phải được xuất phát từ lòng khát khao. Tôi có thực sự khát khao để trở về chăng? Tôi có thực sự ao ước để bước vào một con đường mới? Sự khao khát đó như là một đam mê mãnh liệt, không phải để thỏa mãn thân xác, nhưng là để thay đổi thân tâm. Sự khao khát đó khởi đi từ một tình yêu, một tình yêu đón nhận sự sỉ nhục, những hãm mình, những đau khổ và cả một cái chết. Chết đi cho mình và cho người anh chị em chung quanh. Sự khao khát đó không phải là một sớm một chiều, một mùa nào đó, nhưng là một động lực cho một hành trình, cho một con đường chẳng mấy ai đi. Con đường đó không được trải bằng lụa là gấm vóc, không được dệt nên bởi những hào nhoáng của sự thành công bên ngoài, hay cả danh vọng thế trần. Con đường đó được trải bằng những gai nhọn là lời chế giễu, bằng những sỏi đá là sự chai cứng của lòng người, bằng những hố sâu của sự rạn nứt trong các mối tương quan.
và con đường đó cũng không thiếu những lời thăm hỏi động viên, những tâm hồn nồng nhiệt sưởi ấm cho nhau, cùng những hành động yêu thương lấp đầy những khoảng trống. Đi trên con đường mới này, mỗi người nhận ra thân phận xác đất vật hèn của mình để khỏi vướng bận nhưng buông bỏ, nhận ra đam mê cháy bỏng trong lòng mình để quyết tâm thay đổi cả trong lẫn ngoài, dù nhẹ nhàng êm ái hay chông gai sỏi đá. Và rồi bắt đầu và lại bắt đầu trong một tâm tình hy vọng và một cái kết ở cuối con đường.